Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Sa cát. Thay mặt biên tập của chương trình, xin chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, đối với mỗi gia đình Việt Nam nói chung và người làm kinh doanh nói riêng, bàn thờ thần tài luôn được là một nơi linh thiêng, đóng vai trò vô cùng quan trọng, giúp mang đến may mắn về tài chính, phúc lộc ngập tràn. Và sắp tới đây, chúng ta đã bước sang ngày vía thần tài. Theo quan niệm dân gian, vào ngày này, người dân thường chú trọng việc lựa chọn các vật phẩm để thờ cúng thần tài sao cho chính xác, để gia chủ ngày càng thăng tiến trong công việc và cuộc sống, đồng thời bảo vệ gia chủ tránh khỏi những điều xấu xa khi làm ăn. Vậy quý vị đã nắm bắt được các đồ vật phù hợp nên bài trí bàn thờ thần tài để cả năm ngập tràn may mắn hay chưa? Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu ngay trong chương trình ngày hôm nay. Trước tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem ông địa và thần tài là ai. Ông địa hay còn được gọi bằng tên khác là thổ công, được biết đến là một vị thần tín ngưỡng của Việt Nam và có chức năng cai quản một vùng đất đai. Do đó mỗi khi có việc liên quan đến đất đai như xây nhà, mở ruộng, mở vườn, đào giếng, đào ao, người dân sẽ đều nhớ đến vị thần này. Còn theo quan niệm của người Hoa thì cho rằng ông địa là một trong những vị thần tài bởi do thuyết ngũ hành tương sinh, thổ sinh kim tức là đất đai sinh ra vàng bạc châu báu và các loại nông phẩm sinh ra từ đất chính là một loại của cải của thần tài. Phải chăng vì lý do ấy mà thổ địa với thần tài vẫn luôn được thờ song hành cùng với nhau như một cặp đôi bất khả phân ly ở mọi nơi, với ý nghĩa mang lại kim tiền tài lộc cho mỗi gia đình? Bức tượng ông địa thần tài được đặt trên ban thờ riêng biệt với ý nghĩa che chở, bảo vệ và giúp gia chủ kiểm soát lượng khách ra vào cửa hàng mỗi ngày đối với những gia đình làm kinh doanh. Chính vì vậy, việc thờ cúng ông địa thần tài để cầu may mắn, bình an, sự nghiệp, có nhiều thăng tiến, kinh tế trong gia đình dư giả, nhiều tài lộc. Việc đặt hoa quả, trái cây và tiền lên bàn thờ là để thành tâm mong hai ông thần phù hộ. Cách thờ cúng ông địa thần tài cũng không quá phức tạp và không có gì khác nhiều so với cúng gia tiên. Yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm của người dân hương. Tiếp theo chúng ta hãy cùng tìm hiểu về loài hoa phù hợp dâng cắm lên bàn thờ thần tài, ông địa. Nên cắm hoa gì trên bàn thờ thần tài là hai câu hỏi mà gia chủ thường băn khoăn, đặc biệt là những dịp lễ Tết. Dưới đây là những loại hoa mà gia chủ nên đặt trên bàn thờ thần tài. Thứ nhất là hoa mẫu đơn. Đây là loại hoa mọi người thường nghĩ ngay đến khi chọn mua hoa trưng bàn thờ thần tài. Ý nghĩa của hoa mẫu đơn là sự thịnh vượng, phồn vinh và quý phái. Vì thế khi chọn hoa mẫu đơn đặt trên bàn thờ thần tài, gia chủ sẽ nhận được mọi sự may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc. Một số loài hoa cũng mang ý nghĩa tương tự mẫu đơn là hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền. Đây đều là những loại hoa mang ý nghĩa sự thanh tịnh, tài lộc dồi dào. Thứ hai là hoa cúc. Danh sách các loài hoa mang lại may mắn trong bộ tứ quý gồm tùng, cúc, trúc, mai. Đứng thứ hai là mang ý nghĩa trường thọ và phúc lộc. Hoa cúc là loài hoa quen thuộc để trưng trong dịp Tết. Trong phong thủy, hoa cúc mang ý nghĩa của sự sống, niềm vui và tài lộc đầy nhà. Màu sắc rực rỡ của hoa cúc giúp làm ấm và sáng bàn thờ. Đây là điều rất tốt trong thờ cúng tâm linh và phong thủy. Có rất nhiều loại hoa cúc mà bạn có thể sử dụng làm hoa cúng ông địa thần tài như cúc vàng, cúc đại hóa, chúng đều đại diện cho vận may và sự thăng tiến tài lộc. Tuy nhiên bạn phải lưu ý không nên sử dụng cúc vạn thọ vì loài hoa này có mùi hôi khó chịu, không thích hợp dùng làm hoa cúng. Thứ ba là hoa thủy tiên. Hoa thủy tiên được ví như chén ngọc đĩa ngà mang đến ý nghĩa cát tường như ý. Thủy tiên có vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh cao, bày lên bàn thờ ông địa thần tài rất lung linh. Theo phong thủy, hoa thủy tiên giúp khử tà, mang vượng khí và cắt tường cho gia chủ. Trưng thủy tiên rất cầu kỳ, phải đếm ngày để hoa nở đúng dịp mình muốn. Nếu hoa nở đúng giao thừa hoặc những ngày quan trọng thì càng nhiều may mắn. Thứ tư là hoa đồng tiền. Đúng như tên gọi, loài hoa này có ý nghĩa mang tài lộc và tiền của cho gia chủ. Hoa đồng tiền còn có ý nghĩa về sức khỏe, tuổi thọ, chào đón một năm nhiều an lành. Với giá thành rẻ so với mặt bằng hoa Tết trên thị trường, hoa đồng tiền là sự lựa chọn ưu tiên khi mua hoa cắm trên bàn thờ ông địa thần tài. Hoa đồng tiền có nhiều màu sắc như đỏ, cam, vàng, mỗi màu có một ý nghĩa khác nhau. Hoa vàng tượng trưng cho hạnh phúc, may mắn. Hoa đồng tiền cam mang đến sự vui tươi, rực rỡ. Thứ năm là hoa lai ơn. Hoa lai ơn còn có tên gọi khác là hoa sơn hay hoa lan kiếm. Đây là loài hoa có nguồn gốc từ châu Âu và châu Phi. Hoa lai ơn được cho là loài hoa tốt đẹp, có tác dụng xua đuổi tà ma, điểm xấu, cũng như mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ. Mỗi màu hoa lai ơn lại có ý nghĩa khác nhau. Ví dụ, hoa lai ơn đỏ thể hiện cho tình yêu say đắm. Lai ơn trắng có ý nghĩa tình bạn cao cả.
Lay ơn hồng phớt biểu tượng cho sự ngưỡng mộ, lay ơn hồng thẫm mang đến ý nghĩa và lòng biết ơn, hay tình yêu nồng cháy là ý nghĩa của hoa lay ơn cam. Loại hoa này rất thích hợp đặt lên trên bàn thờ ông địa thần tài vì ý nghĩa may mắn, như ý và xua đuổi những điểm xấu cho gia đình. Quý vị thân mến, hoa thơm trái ngọt là kết tinh thiêng liêng của đất trời. Việc dâng cúng hoa quả lên bàn thờ mang nhiều ý nghĩa tuyệt vời trong những dịp thờ cúng lễ Tết của người dân Việt Nam. Đặc biệt là vào ngày vía thần tài, việc lựa chọn những loại quả phù hợp để đặt lên bàn thờ ông địa giúp gia chủ được thần linh chiếu cố, phú quý ngập tràn, làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ. Chúng tôi sẽ chia sẻ ngay trong phần tiếp theo của video. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Thứ nhất là quả bưởi. Đây là loại quả các gia đình thường dùng để dâng lên tổ tiên, thần linh trong những ngày lễ Tết. Trong tiếng Hán, bưởi được phát âm giống từ con trai, do đó người xưa cho rằng dâng loại quả này để thắp hương sẽ xin được lộc về đường con cái. Ở Việt Nam, quả bưởi là loại trái không thể thiếu trên mâm ngũ quả ngày Tết. Nó tượng trưng cho phúc lộc, an khang, thịnh vượng. Đường thứ hai là quả cam. Đây là loại quả phổ biến có nhiều loại với những màu sắc khác nhau. Người dân thường mua cam về đặt trên bàn thờ gia tiên và bàn thờ thần tài. Theo phong thủy, màu sắc và hương thơm của quả cam đại diện cho sự tươi mát. Đặt loại quả này lên bàn thờ giúp xua đuổi xui xẻo, vận đen, đem may mắn, tài lộc đến với gia đình. Đường thứ ba là quả nho. Theo phong thủy, quả nho thường được đi theo chùm lớn nên có tượng trưng cho sự đa dạng thực phẩm, phong phú về vật chất. Nho còn đại diện cho sự thành công, bày nho lên trên bàn thờ mang ý nghĩa cầu mong may mắn, thành công đến với các thành viên trong nhà. Đường thứ tư là quả lựu. Quả lựu có màu sắc bắt mắt, bên trong mọng nước, chứa nhiều hạt ngon ngọt. Loại quả này tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển, thúc đẩy vận may về con cái. Trong phong thủy, bày lựu lên bàn thờ được coi là một lời cầu nguyện của gia chủ, giúp vợ chồng mau sinh con cái. Những đứa trẻ sinh ra sẽ khỏe mạnh, bụ bẫm. Đường thứ năm là quả chuối. Theo phong thủy, nải chuối với những quả cong cong trụm lại cùng chung một cuống mang ý nghĩa thu hút, bày chuối lên bàn thờ để thu hút tiền tài, mọi may mắn về cho gia chủ. Tuy nhiên, nên tránh mang loại quả này đi tảo mộ hoặc đặt lên trên bàn thờ trong tháng cô hồn vì nó ám chỉ việc chào đón những vị khách không mời. Đường thứ sáu là quả táo. Táo cũng là loại quả đa dạng chủng loại và màu sắc. Trong tiếng Trung, táo được phát âm gần giống với từ hòa bình, do đó loại quả này được coi là biểu trưng của sức khỏe, bình an, sự hòa hợp của các thành viên trong gia đình. Táo đỏ là loại quả được ưa chuộng nhất vì nó mang màu sắc của may mắn, ý nghĩa tốt lành. Bên cạnh đó, táo xanh, táo vàng được sử dụng rộng rãi. Đường thứ bảy là quả đào. Giống như cam, đào là loại quả tượng trưng cho may mắn, tài lộc trong phong thủy. Đào thường được đặt lên trên bàn thờ gia tiên, bàn thờ thần tài. Người ta tin rằng quả đào tượng trưng cho sự bất tử, sức khỏe, tuổi thọ và giàu có. Đặt 5 loại hoa này lên bàn thờ ngày vía thần tài, cả năm may mắn đủ đầy. Thứ nhất hoa mẫu đơn, thứ hai hoa cúc, thứ ba hoa thủy tiên, thứ tư hoa đồng tiền và cuối cùng hoa lay ơn. Xin chúc mừng quý vị đã được thần tài chiếu cố, phú quý, tài lộc, phúc lộc ngập tràn.